Cô chào các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài mới qua chương 3 Châu Á thế kỷ 18 đầu thế kỷ 20. Chúng ta sẽ cùng nhau đi đến thăm một đất nước ở Châu Á, đó là Ấn Độ. Xin giới thiệu với các em về đất nước Ấn Độ. Ấn Độ có tên gọi chính thức là Cộng hòa Ấn Độ, nằm ở lục địa châu Á, thuộc khu vực Nam Á, có diện tích 3.287.263 km2, là quốc gia có diện tích lớn thứ 7 trên thế giới. Dân số là quốc gia có dân số đông nhất, đông thứ 2 trên thế giới. Tính đến năm 2019 là có 1.366.000 người. Ngôn ngữ có 22 ngôn ngữ đồng chính thức và đa dạng về mặt tôn giáo. Có nhiều tôn giáo như là Ấn Độ giáo, Sikh giáo, Hồi giáo, Kitô giáo, Hindu giáo, Bà La Môn. Và trong xã hội Ấn Độ phân chia nhiều đẳng cấp. Ấn Độ thế kỷ 18 đầu thế kỷ 20. Bài này có hai phần La Mã. Một La Mã là sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh. Hai La Mã là phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần một La Mã trước các em nhé. Đó là sự xâm lược và chính sách thống trị của Anh. Phần này có hai phần nhỏ là sự xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh. Sự xâm lược của thực dân Anh vào thế kỷ 16, như chúng ta đã được biết, là các nước phương Tây đã dòm ngó và từng bước xâm nhập vào thị trường Ấn Độ. Sự tranh giành thuộc địa Ấn Độ đã dẫn tới cuộc chiến tranh giữa hai nước Anh và Pháp vào những năm 1756 đến năm 1763, ngay trên mảnh đất Ấn Độ. Pháp thất bại và Anh từng bước độc chiếm thị trường Ấn Độ. Kết quả là đến năm 1877, Ấn Độ chính thức trở thành thuộc địa của thực dân Anh. Về chính sách thống trị của thực dân Anh, chúng ta sẽ tìm hiểu ba phần nhỏ về kinh tế, về chính trị và văn hóa giáo dục các em nhé. Về kinh tế, cô mời các em theo dõi bảng thống kê sau đây. Một bên là giá trị lương thực xuất khẩu tại Ấn Độ. Một bên là số người chết đói. Số liver tức là đơn vị đo lường. Vào năm 1840 thì có 858.000 liver lúa gạo được xuất khẩu. Năm 1858 thì có 3.800.000 river số lượng lương thực xuất khẩu. Năm 1901 thì có 9.300.000 river lương thực xuất khẩu. Như vậy chúng ta thấy là số lương thực này càng tăng lên. Nhưng mà bên cạnh đó, số người chết đói cũng tăng theo. Tính từ năm 1875 đến năm 1900 thì có 15.000 người chết đói. Qua bản công thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách thống trị của thực dân Anh và hậu quả của nó? Bản thống kê trên cho thấy rằng xuất khẩu lương thực của Ấn Độ tăng nhanh, nhưng số người chết đói cũng nhiều khủng khiếp. Và như chúng ta đã biết là chỉ trong 15 năm, từ năm 1875 đến năm 1900, có 15 triệu người chết đói. Với chính sách kinh tế thâm độc tàn bạo của thực dân Anh đã đưa đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng, làm cho nhân dân Ấn Độ chết đói và lâm vào cảnh bần cùng, kìm hãm nền kinh tế Ấn Độ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về chính sách cai trị chính trị của thực dân Anh. Thực dân Anh đã thi hành chính sách thống trị thâm độc là dùng ngựa
Ấn trị người Ấn, gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo, lợi dụng Ấn Độ là đất nước có nhiều tôn giáo, thực dân Anh đã gây mâu thuẫn giữa hai tôn giáo lớn, đó là Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Bên cạnh đó, lợi dụng sự phân chia giữa các đẳng cấp và sự tồn tại của nhiều vương quốc để áp dụng chính sách gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nhân dân Ấn Độ. Chính sách đó gọi là chia để trị. Về mặt văn hóa giáo dục, thực dân Anh thi hành chính sách ngu dân, khuyến khích những tập quán lạc hậu phản động thời cổ xưa, nhưng không cho nhân dân Ấn Độ tiếp xúc với những tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Chính vì những chính sách cai trị thâm độc tàn bạo đấy của thực dân Anh mà mâu thuẫn giữa nhân dân Ấn Độ và thực dân Anh ngày càng sâu sắc. Cô mời các em viết bài. Các em có thể dừng video để viết bài cho thuận lợi hơn nhé. Như vậy là sau hơn 2 thế kỷ, thực dân Anh đã hoàn thành giai đoạn xâm lược Ấn Độ và biến nơi đó thành thuộc địa để vơ vét, bóc lột và tiêu thụ hàng hóa. Hậu quả tất nhiên của nó là dẫn đến tình trạng bần cùng và chết đói của quần chúng nhân dân Ấn Độ. Cơ sở ruộng đất, công xã nông thôn bị phá vỡ, nền thủ công nghiệp bị suy sụp, nền văn minh lâu đời tại Ấn Độ bị phá hoại. Sự xâm lược và thống trị của thực dân Anh đã chà đạp lên quyền dân tộc thiêng liêng của nhân dân Ấn Độ. Do vậy, phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh giải phóng dân tộc tất yếu phải nổ ra một cách quyết liệt. Cô mời các em chúng ta đi qua phần Hai La Mã, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ. Phần này các em có thể theo dõi sách giáo khoa trang 57 và 58 nhé. Ở phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân Ấn Độ, phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về tên và hình thức đấu tranh, ý nghĩa của các phong trào tiêu biểu. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Sipai năm 1857-1859. Thứ hai là Đảng Quốc Đại. Thứ ba là khởi nghĩa Bombay. Các em theo dõi sách giáo khoa và nêu hình thức đấu tranh, ý nghĩa của các phong trào này. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Sipai từ năm 1857 đến năm 1859. Đây là cuộc khởi nghĩa của binh lính đánh thuê cho thực dân Anh. Hình thức của cuộc khởi nghĩa là khởi nghĩa vũ trang. Đây là một số hình ảnh về cuộc khởi nghĩa vũ trang của binh lính Sipai. Thực dân Anh đã trả thù những người tham gia cuộc khởi nghĩa bằng cách là bắt những binh lính này cột vào lòng súng đại bác và bắn cho tan xương nát thịt, một hành động trả thù vô cùng tàn bạo và man rợ. Cuộc khởi nghĩa Sipai đã để lại ý nghĩa là tiêu biểu cho tinh thần bất khuất của nhân dân Ấn Độ chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc. Chúng ta qua tổ chức thứ hai, đó là Đảng Quốc Đại, được thành lập năm 1885. Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc Đại đã bị phân hóa thành hai phái là phái Ôn Hòa và phái Cấp Tiến. Phái Ôn Hòa đứng đầu là Metta, chủ trương thỏa hiệp với thực dân Anh. Mục đích là chỉ để phát triển kinh tế. Phái Cấp Tiến đứng đầu là Tilak, kiên quyết chống thực dân Anh. Hai phái Ôn Hòa và Cấp Tiến mâu thuẫn với nhau. Sau đó thì thực dân Anh đã tìm mọi cách bắt giam Tilak và nhiều chiến sĩ cách mạng khác. Đảng hoạt động của Đảng Quốc Đại đã có tác dụng là thúc đẩy cho phong trào công nhân phát triển. Chúng ta qua phần
ba nhỏ khởi nghĩa Bombay. Phong trào khởi nghĩa Bombay là phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Hình thức là bãi công chính trị và thành lập các đơn vị chiến đấu. Ý nghĩa: cuộc khởi nghĩa Bombay là đỉnh cao nhất của phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu thế kỷ 20. Các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ tuy không thành công nhưng đã đặt cơ sở cho thắng lợi sau này. Tôi mời các em viết bài. Hôm nay cô cho các em làm một bài tập nho nhỏ nhé. Bài tập này có 2 câu với hình thức là điền vào chỗ trống. Các em về nhà, sau khi viết bài, học bài xong, chúng ta sẽ làm bài tập này nhé. Sau đây, cô xin mời các em cùng nhau đi tham quan một vòng đến với đất nước Ấn Độ xinh đẹp nhé. Welcome to India, the trip you always wanted. Nổi tiếng qua các bộ phim truyền hình dài tập với những thước phim quay chặt kinh điển, là nơi có dòng sông Hằng linh thiêng chảy qua mà người theo đạo Hindu thường tìm đến để tắm sông, tẩy trần tội lỗi. Ấn Độ còn được nhắc đến bởi cảnh sắc thiên nhiên và những công trình tuyệt mỹ. Kashmir, vùng sơn cước đẹp như tranh vẽ, nơi các hồ đông thơ mộng, bên dãy Himalaya sừng sững, hãy thả hồn vào thiên nhiên bằng cách trôi theo dòng nước trên thuyền Shikara màu sắc tươi sáng. Đến Gunung Mount, một trong những nơi có sừng núi tuyết yêu thích nhất thế giới, thả sát nô đùa trong thế giới tuyết, trải nghiệm cáp treo dài thứ hai thế giới. Thành phố Bahangam, nổi tiếng về công nghiệp phim ảnh Ấn Độ. Quý khách có cơ hội ngắm nhìn những khung cảnh hữu tình trong những làn gió mát cùng không khí trong lành dọc bờ sông Leader. Khám phá Ấn Độ không thể bỏ qua Taj Mahal, biểu tượng của tình yêu vĩnh hằng. Hãy cùng VYC Travel lại đưa đến khám phá những phong cảnh thiên nhiên hữu tình và những tuyệt tác nhân tạo trong hành trình Ấn Độ Kashmir. Bài học hôm nay đến đây đã kết thúc. Các em về nhà chuẩn bị bài mới nhé. Chúng ta sẽ chép bài cũ và học phần 1 và 2 La Mã. Chuẩn bị bài 10, trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 59. Chúc các em cuối tuần vui vẻ nhé. Chào tạm biệt các em.